Nếu như với tầm tiền trên 200 hoặc là 250 triệu thì em Hương sẽ cho mình một gợi ý các bác nhé. Một chiếc xe CDX đời 2010 bản nhập Hàn số tự động với động cơ trang bị 1.6 mà giá chào bán chỉ có 250 triệu thôi. Nói về CDX, người ta sẽ nói ngay về dòng xe khỏe này, nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi mà giá chỉ có trên 200 thôi. Em này thì trang bị cho em rất là nhiều đồ chơi này, đèn halogen này, phanh ABS, la răng 5 chấu thể thao, xi nhan thì cũng được tích hợp ở chân gương, ở chân hông rồi, và có cửa lóc đề lỗ thông minh, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ cho em, với sứ lớp sơn màu xanh rất là cứng cáp luôn các bác nhìn này. Ngoại thất rất là đẹp luôn, ngoại thất của xe em quay chi tiết một vòng để các bác cùng xem nhé. Siêu phẩm CDX số tự động đẹp của em luôn đấy ạ, biển 15 Hải Phòng. Hải Phòng là nói không với lòng vòng đúng không ạ? Cam lùi, cam hành trình, phía sau xe trang bị cho em 4 mắt cảm biến va chạm và lắp thêm lipo. Đèn hậu phía sau cũng cực kỳ sáng luôn và không hề bị hấp hơi hay ngập nước này. Các bác nhìn này, đứng góc nghiêng như thế này mà một đường dập thẳng từ cụm đèn hậu phía sau đi thẳng lên cụm đèn pha phía trước mà không hề bị móp méo nhé. Lẹp chân kính vì chắn mưa cũng lắp hết rồi. 4 bánh đều trang bị phanh ABS đi cực kỳ an toàn cho em. La răng thể thao 5 chấu đẹp. Nước sơn thì màu xanh, các bác nhìn nước sơn rất là bóng luôn, cực kỳ là bóng luôn. CDX một phân khúc xe nhập khẩu 1.6 mà giá chỉ có 250 triệu thôi. Nội thất bên trong đấy các bác này, máy số thì chất số tự động đi rất là nhàn, có tổ hợp phím bấm chân vô lăng, túi khí an toàn. Em này thì chưa lên được màn hình. Em này thì chưa lên là màn hình, có đầu đài nguyên bản thôi, nhưng mà có sấy sưởi ghế này, điều hòa ghế hai vùng, số tự động đẹp. Với tầm tiền trên 200 thì hai vợ chồng đều có thể đi các bác nhé. Với bằng B1 và B2 thì các bác ơi, rất là dễ lái cho mình luôn, hai vợ chồng có thể đi chung một chiếc xe. Xe nhập Hàn nên là thân vỏ cực kỳ cứng cáp luôn. Túi khí an toàn trang bị trên vô lăng bắt đài cũng như bên ghế phụ này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Trần nỉ nguyên zin, ghế da là ghế da zin. Theo năm tháng thời gian sử dụng nhưng mà cũng không hề bị xuống cấp quá là nhiều đâu ạ, vẫn còn tương đối là đẹp. Để từ những cái thông số tích cơ vẫn còn đẹp căng như thế này. Móc khóa này, từng con ốc không hề bị vặn, không hề bị mở đâu các bác nhé. Các bác đã mua xe của em Hương rồi thì cứ bác này mua, bác này lại giới thiệu cho bác khác thôi. Đây các bác nhìn này, tất cả cái bệ tí tay này là da nguyên bản này, keo chỉ zin này, chạy một đường thẳng này, keo chỉ zin nhá, toàn bộ luôn. Đây từ đây, từ đây này, từ đây là keo chỉ chạy thẳng xuống này, các cái bấm đinh tán còn rất là đẹp luôn. Số tự động đẹp, số tự động đẹp đầy đủ cho em, công nghệ đồ chơi rồi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tối khí an toàn. À, màn hình thì em này màn hình đầu đài bé thôi. Cửa trần cũng còn nguyên và đầy đủ cho em. Hàng ghế thứ hai với bản thiết kế sedan nên là em CDX này rất là rộng các bác nhé. Phía dưới có thảm cao su lon này, cực kỳ dễ vệ sinh này. Từng con ốc này zin đẹp như thế này. 250 triệu nếu như bác nào thiện chí em vẫn còn bớt thêm cho mình, nên các bác cứ yên tâm về giá nhé. Chất lượng thì em cam kết cho mình rồi. Một dàn lốp còn tương đối đẹp cho em, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ này. Phía sau xe được trang bị cho em có đèn hậu và 4 mắt cảm biến va chạm và lắp thêm cả các lipo. Gương kính thì em cũng quay luôn nhé, các chỉ số gương kính đều là liền đời theo xe. CDX của em Hương đây ạ. Đấy, khoang cốp các bác này, chỉ bấm một cái nút khiển thôi là khoang cốp sẽ tự động mở lên cho em như thế này nhá. Chìa khóa khoang cốp thì các bác này dùng khóa khiển này bấm cho em nhé. Thiết kế là bản sedan hai đầu nên là khoang cốp của em nó là cực kỳ lý tưởng luôn. Đi gia đình hay đi du lịch thì đều ok cho em này. Có thêm những cái móc khóa đơn giản như thôi nhưng để đồ rất là tiện luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em này. Máng nước hai bên, các bác nhìn nhá, nếu mà nhìn xe các bác chú ý này, từ cái bấm đinh tán này, không ai người ta sẽ chỉ cho bác đâu, nhưng đến xem xe em Hương chỉ chi tiết cho mình tình trạng xe như thế nào thì em Hương cũng sẽ báo như vậy luôn. Các cái lốt cắt còn tròn xe như thế này, còn luôn các cái lốt cắt này. Thảm chống nóng giảm nhiệt phía sau còn nguyên và đầy đủ cho em. Máng nước hai bên này rất là rộng rãi luôn, có luôn cam lùi rồi, biển 15 Hải Phòng. CDX với nước sơn màu xanh, cảm biến va chạm lắp lipo đầy đủ cho em. Đứng sang hông bên đây để nhìn rõ khoang nghiêng nhá. Nhìn góc nghiêng, góc nghiêng là gì? Góc nghiêng là góc chết, nếu như có khuyết điểm, có đâm, có móp méo là nhìn ra ngay. Gầm bệ thì em cũng nói không với mục mọt để các bác yên tâm nhá. Nói không với mục mọt để các bác yên tâm này. Hàng ghế thứ hai đây, rất là rộng rãi luôn. Khi các bác đồng ngồi đủ 5 người thì nó sẽ là một hàng ghế lý tưởng này. Còn nếu ngồi 4 người thì đây, để nước lên đây cho em. Có giống một chiếc xe hạng sang không ạ? Giống xe chủ tịch không ạ? Cũng có khu vực để ly, để cốc cho mình, để không bị sóng sánh đổ ra xe nhé. Không dùng đến thì gấp gọn lên, rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Táp lô đây, táp ly đẹp căng như thế này. Đó, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin luôn. Lẹp chân kính vỉ chắn mưa này, gương kính này số 0 là tương ứng với là kính zin của xe.
Vì xe làm 2010 thì sẽ là gương kính của số 0 các bác nhé. Cột kèo keo chỉ hay là do cũng không hề bị rách vỡ. Móc này rất là sáng luôn. CDX là một những dòng xe đi cực kỳ khỏe này. Rất là khỏe luôn các bác ạ. Máy số của nó cũng tương đối, không đến mức mà các bác lo lắng quá nhiều về cái chi phí sửa chữa đâu ạ. Nó cũng không rất là lành, cũng không hề bị hỏng vặt nhiều đâu ạ. Vừa rồi thì em Phương đã quay hết về phần ngoại thất cũng như nội thất của xe. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mình về chiếc xe này, về khoang động cơ máy móc của xe các bác nhé. Động cơ máy móc của xe CDX2010 số tự động này, máy Ecotec, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Em Hương sẽ quay thật là chậm khoang phần động cơ máy móc, vì đây là một trong những cái bộ phận quan trọng nhất khi các bác xem xe quyết định có xuống tiền hay không, nó nằm ở cái khu vực này. Nên em sẽ quay thật là kỹ để các bác có thể hình dung được chất lượng của xe qua lời nói, qua hình ảnh, qua cam kết của em, để các bác có thể tự tin chốt xe bên em nhé. Kể cả phần lắp cabo này, các cái lốt cắt này, thảm chống nóng giảm nhiệt em đều quay chi tiết cho mình. Thật sự em Hương quay rất là chi tiết nên các bác có thể qua phần nào video của em cũng có thể tự tin chốt xe. Em Hương sẽ giao hàng toàn quốc cho mình, ship xe tận nơi một khu vực mà mình đang sinh sống các bác ạ. Một siêu phẩm CDX đời 2010, số tự động đẹp đầy đủ cam lùi, cam hành trình. Số tự động đẹp có cửa lock mà giá chỉ có 250 triệu thôi. Bác nào quan tâm về chiếc xe CDX này, nhắc máy lên và để lại số điện thoại cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790 là số mà em Lê Hương dùng để giao dịch số hotline nhé. Em sẽ quay luôn cả order chuẩn này. Order chuẩn là 11 vạn. 11 vạn để lổ thông minh, sấy sửa kính, sấy sửa ghế, điều hòa là auto tự động cho em ạ. 250 triệu còn thương lượng, còn bớt thêm nên các bác ơi, đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, đến xem xe, chạy thử xe. Hoặc có thể qua video của em Hương cọc để em Hương có thể ship xe tận nơi cho mình. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này của em nhé. Đừng quên 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.